chơi mà chơi hết đạn ba, giống tao quá, tao cũng hết đạn rồi. Mày sau lưng kìa. Đùng đùng, yes, trời ơi nó chữa chết. Yeah, gì được vào bây rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Garden vs Gray Battleground. Nói chung là nó đập cho xuông miệng cho thấy chất ra nó là Zombie and Flan ấy. Ngắn gọn thôi. Zombie and Flan đổi tên lại. À, nó đổi cái tên chi mà đọc nó nghe muốn liếu lưỡi luôn á. Lâu quá không chơi game mày lại á, ở đây nó có một con zombie với nước gì nhìn nó ghê nè ba. Nói chung là mày lâu mày không chơi lại, tao mới là người chơi lần đầu tiên, bây giờ tao không biết chơi như thế nào luôn nè. Tao chọn map đầu tiên. Tao không chọn map đầu tiên à, phải rồi, mấy thanh niên chọn map Night Town hết rồi. Mấy thanh niên kia chọn map Night Town hết rồi. À, map ở giữa hả? À, chính luôn, trời 10 luôn Night Town chứ. Bây giờ mấy thanh niên đó sao biết được. Thôi kệ, nói chung là ai cho chơi gì thì chơi đó thôi. Nói chung là mình người mới vô mà. Ok, bây giờ là chọn con zombie nào mạnh chơi. À, cứ chơi thử từng con đi rồi biết con nào mạnh nè. Ok, vậy là... tao chọn. Ô, mình hoa hả? Ủa sao tao zombie không spawn không được? Ôi trời, lũ đạn nó cho mình là hoa luôn rồi. Tao là zombie hả? Bom xì que, ok mình sẽ biến thành con bom xì que. Ủa sao tao là người? Ủa cái này tao là người mà Captain. Ủa bây giờ hoa ra chọc zombie anh em ơi. Ê Bami, tao là người mà. Gì? Tao là người. Người không chọn. Ủa gì sao hầm sao sầm đế vậy? Không chọn zombie nè, biến thành người nè, không đánh được ai nè. Chết. Trời ơi, sầm nách thiệt chứ mọi người. Thôi bây giờ ra lại thôi chứ anh ấy gọi như khi không mình biến thành người cái mình không làm ăn được cái gì luôn, mình chết ngắt luôn. Ôi ơi, quá đáng được chứ. Quá đáng. Mơ đi. Mơ đi. Tiếp thôi. Mơ đi. Nè, mơ đi. Trời ơi, đứa nào quăng chiếc bom vậy? Tao đó quăng chiếc bom đó. Chơi mà chơi quăng bom đi, chơi quăng bom mà chạy ba đi thúi gì vừa thôi chứ. Chết thằng. Đùng. Đùng. Trời ơi, làm bên zombie gì đâu mà toàn những cái con gì đâu không vậy. Con này có lý, con cô vua. Chết. Đùng. Stinger, ok, mình đùng. Chọn Blue Stinger các bạn ha. Ok, với được một bạn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chiếm hiêu. Tại vì chiếm hiêu là mình mới được điểm thôi. Coi con quỷ này làm gì đây? Con quỷ làm cái gì đây? Trời ơi, đứng có khiên bảo vệ nữa chứ, trời ơi, khiên bảo vệ nữa. Trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, ba cái đồ quỷ. Nè, ba đồ quỷ nè. Yes. Hay quá. Mình đã giết được một mạng rồi. Gài đạn quá. Cái con này cái súng nó mạnh nhưng mà nó gài đạn lâu quá các bạn. Hi, ủa mày chơi con nào vậy? Đó. Hi, ai, đào. Ok, thêm một mạng nữa cho chơi. Phay vậy chứ. Trời ơi. Mày phải vậy nè. Á, à, cái gì vậy? Đứa nào vậy? Ồ, quỷ mà mày thúi. Ôi. Và mì thúi nè. Và đào. Đào. Đạn đâu? Hết đạn. Chơi mà chơi hết đạn ba, giống tao quá, tao cũng hết đạn rồi. Mày sau lưng kìa. Đùng. Đùng, yes. Trời ơi, nó chữa chết. Yeah, gì được Bami rồi. Ủa sao má nó còn nguyên si vậy? Mày à Bami, mày đùa với tao hả Bami? Trời ơi, làm sao mà ăn được tao được? Có hồi máu. Thì đúng rồi, có hồi máu mà, con này có hồi máu mà. Ồ, nó bắn như thánh đấy, làm sao mà chơi trời. Chắc đùa. Hết đạn rồi, mình cũng sắp mình mất. Ôi, thanh niên này còn sống, vãi nồi. Chết rồi. Yes. Trời ơi, dám đùa với khẩu bazooka. Kia mà bắn bazooka là coi như là khỏi ai đỡ hết. Uầy, đứa nào bắn đào thế? Bắn đào thế, thế là thêm được một mạng nữa rồi. Trời ơi, phải vậy chứ. Bắn đi khỏi đầu mặt rồi, mất chút xíu. Ai da đâu? Đâu hả? Quỷ nó bị thui. Quỷ già. Trời đất ơi, thiệt tình.
Ok, let's go đi thôi mọi người ơi. Mình là zombie, mình phải tiêu diệt cái bọn người hoa, lộn cái bọn hoa này để mà mình vô mình chiếm lấy cái ngôi nhà của nó. Chiếm nhà bước tiêu diệt cái bọn hoa này rồi. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Trời ơi, mình lại giết thêm một mẹ nữa rồi. Thiệt là ngại quá đi. Ngại quá đi, trời ơi. Đứa nào nữa, thêm một đứa nữa không? Đứa nào đã giết rồi? Ôi, 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 Vami, Vami. Mày, mày hả Vami? Trời ơi, chắc đùa. Mày hãy đợi đấy, tôi may continue. Ôi, cái gì vậy? Ở đây mà sao một nùi ở đây vậy? Ai mà chơi lại? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì trời lụ đạn. Hết đạn rồi, lụ hết máu rồi, hết máu rồi. No way. Chết à, chết đừng hỏi xui xui nè. Chết đừng hỏi xui xui nè. Chết đừng hỏi xui xui. Chết đừng hỏi, trời ơi, cái gì vậy, bấm lộn. Ok, thanh niên kia giết rồi. Hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Hay quá, đã đầy máu lại. Bắn anh nữa, mày bắn anh nữa, anh chạy nhanh nè đó. Vami đâu, Vami đâu, xuất hiện đi. Nè. Vami đâu? Xuất hiện cái coi. Ây da, đau. Trời ơi. Đi chết. Trời ơi, đau quá mấy đứa ơi. Trời ơi, bắn như thế này thì làm sao mà chịu tranh nói. Chết đi. Ok. Thế là mình đã giết thêm được một mạng nữa rồi. Chẳng lâu rồi, cũng chết. Trời ơi, đứng đây bắn cái này không được rồi. Phải chạy ra. Tiêu đùng. Tiêu đùng. Hay quá lại chết. Đùng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đâu ra mà đóng vậy? Một chấp ba sao chấp lại? Chắc đùa. Thiệt luôn á. Chiếm hiệu mấy đứa ơi, chiếm hiệu. Tiêu. What? Rồi, what? Cứ tiếp tục đi. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Đừng có làm chi. What? Trời ơi, gài đạn nhanh lên. Đó, đúng rồi, phải vậy chứ. Phải gài đạn nhanh lên chứ đừng gài đạn lâu lắm. Ôi, cái gì ấy, quỷ đứa nào bắt vậy? Ôi ơi, bắn phát muốn ná thở luôn á trời. Thôi, ăn máu cái đã rồi tính tiếp. Mày hả bưởi, đứa nào vô đây cho về thành hết. Lại nè, báo thù. Và cái báo thù. Ok, bên mình đang chiếm hiệu thành công rồi. Ôi, đông thế, không được rồi. Trời ơi, đông quá. Đi em ơi. No, đừng có chiếm hiệu, hiệu là của chế, không có chiếm được đâu. Ôi ơi, chơi cho một hồi máu. Vô. Ôi, đau rồi. Cái gì vậy? Sao mà hết đạn nhanh vậy? Hay quá. Vô. Rồi. Ôi, bậy ơi. Ok, phải vậy chứ, okay, chính vậy, xác là vậy. Quay, sao mà đông thế? Gài đạn nè. Đây. Thế là chế đã giết thêm được một mạng nữa rồi. Vô. Đi đâu? Trời ơi. Gài đạn nhanh lên mấy đứa ơi. Trời ơi, gài đạn lâu quá chứ không nói luôn. Vô, yes. Hay quá, đứa nào giết cho mày mình giết thiệt tình. Ủa Bami đâu rồi Bami? Trời nãy giờ con không thấy mày luôn á Bami ơi. Rồi, đậu phộng chết luôn. Thiệt tình. Có lên zombie. Có lên bà Len. Vãi cả bà Len. Cố lên, hốt con mồm hương ở đây. Cố lên zombie, trời ơi, cố lên. Trời ơi. Chiêu. Đùng. Đùng. Cố lên em ơi. Chim hiêu được rồi, chim hiêu. Chim hiêu mấy đứa ơi, chim hiêu. Vô. Đùng. 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 Hay quá. Hồi máu liền. Ok. Chiếm hiệu nè. Hiệu là của chế, không có được chiếm. Cố lên, chiếm hiệu mấy đứa ơi. Trời ơi, đứa nào bắn tao vậy?
ai phụ tôi không, sao có mình tôi vậy? Chết! Yes! Quá! Đưa ra bắn đâu vậy? Trời ơi! Đây đây, mày không thích tao đâu con trai à, tôi be continue. Vai, thiệt tình chứ, quất lại mới được. Cẩn thận lại, cố gắng chiếm hiệu mấy đứa ơi. Quý áo hường thôi, quý áo hường thôi. Đây đây áo hường. Chết áo hường nè, chết áo hường nè. Trời ơi, bị bắn lén nữa rồi. Nó bắn não. Đúng. Nói trời. Đúng. Trời ơi, cái con quỷ đứng ở trên kia nó bắn. Áo hường, coi táo hường, bắn nó đi em ơi. Coi như bị cái táo hường. Đúng. Ê, chết rồi con. Chết nè, hay quá. Ok em ơi. Hay quá. Trời ơi. Đúng khó chơi, chơi luôn. Đâu chạy đâu. Chiếm hiệu cái, chiếm hiệu cái rồi tính tiếp. Chiếm hiệu, chiếm hiệu, chiếm hiệu, chiếm hiệu, chiếm hiệu. Chiếm hiệu, chiếm hiệu. Ủa sao chiếm không được? Con zombie nó chiếm đông quá các bạn ơi. Ơi không chiếm được luôn á. Có zombie, con quỷ zombie ở trên lầu. Đâu, không con quỷ zombie trên lầu, nó bắn còn hoài luôn. Thiệt tình. Vô đây, vô đây, vô đây. Đổi cái xô lên đầu hả con? Đổi vô đây. Không khác gì đâu. Ây da, trời ơi. Vô đây, chết nè. Thêm một viên nữa. Đùng, ok, tụi bậy chứ. Cảm ơn khỏi đời bác của cưng. Trời ơi, flank win. Ủa sao flank win được? Oh yeah, oh yeah. Ủa mọi người thấy sầm nách không? Trong khi là mình trong khi là bên mình đang điểm rất là cao. Vai nồi không tin được. Tệ tái. Ủa nãy giờ tao thấy là bên tao. Ủa là sao ta? Sao điểm gì nó chơi gì kỳ cục vậy? Hả? Tao không biết điểm nó tính như kiểu gì luôn á. nếu mà bên mày cái đó nó cao á mà nó ngược lại á thì mày cứ nghĩ là bên kia là nó ngược điểm lại đi. À, cũng có thể là chắc tao không kịp để ý. Nãy lúc đầu tao lo bán không, tao không kịp chiếm hiu. Ai, thiệt tình. Vai được chứ. Ok, dần clip đi cô. Ok các bạn, thì hôm nay giữa bông hoa ba mi và team của mình và Zombie Kia và chuyên của Kia đã chiến đấu với nhau cực là kinh liệt các bạn ơi. Và cuối cùng thì Hoa cũng đã thắng. Và Zombie lại không được ăn hoa rồi, lêu lêu. Phải rồi. Ok các bạn. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video của ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.